chủ động cung cấp và định hướng thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn giao thông dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Vũ cùng đại diện một số sở ngành liên quan đã gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh. Các nhà báo phóng viên quan ngân và đánh giá cao việc lãnh đạo tỉnh tổ chức buổi gặp gỡ định hướng thông tin, đồng thời mong muốn tiếp tục được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tác nghiệp góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao vai trò và ghi nhận những đóng góp của báo chí truyền thông trong công tác tuyên truyền định hướng thông tin chính thống của tỉnh trong thời gian qua, nhất là về phòng chống dịch bệnh. Nhấn mạnh dịch bệnh Covid-19 là dịch bệnh lạ, mới nổi, xâm nhập, nguy hiểm và diễn biến còn phức tạp. Do đó, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn chủ động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền một cách tập trung, sâu rộng cho các cơ quan báo chí truyền thông. Trong đó, ông Đoàn Tấn Bửu giao cổng thông tin điện tử Đồng Tháp tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh trên internet, cập nhật đầy đủ, chính xác và nhanh chóng thông tin chính thống của tỉnh, làm cầu nối cung cấp thông tin của chính quyền Đồng Tháp đến các cơ quan báo chí truyền thông trong và ngoài tỉnh để phối hợp truyền tải, lan tỏa rộng khắp. Ngoài ra, ngành chuyên môn và cơ quan báo chí, truyền thông cần phối hợp tuyên truyền khuyến cáo cụ thể về biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông cho người dân, nhất là trong dịp Tết nguyên đáng sắp tới. Như đã thông tin, sau khi xuất viện, bệnh nhân 1452 quê ở huyện Lai Dung đã được đưa đến cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly phòng khám đa khoa của chân nghi dòng găng huyện Tân Hồng. Đến nay, bệnh nhân 1452 đã đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung. Thông tin trên được ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết vào sáng nay. Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm, sau khi kết thúc cách ly tập trung, bệnh nhân 1452 sẽ được đưa về nơi cư trú để tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà theo quy định phòng chống dịch bệnh. Thông tin về công tác chuẩn bị tiếp nhận cách ly, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, hiện tại tỉnh đã đưa vào hoạt động khu cách ly trường trung cấp Hồng Ngự sẵn sàng tiếp nhận cách ly bà con Việt Kiều, Campuchia có nhu cầu về nước ăn Tết, đồng thời đề nghị bà con tuân thủ quy trình nhập cảnh và thực hiện cách ly tập trung theo quy định, không tham gia nhập cảnh trái phép, gây khó khăn cho công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Như vậy đến nay, bệnh nhân 1452 và các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1452 đều đã hoàn thành cách ly tập trung theo quy định. hưởng ứng tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2021 tối qua tại công viên Sa Đéc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức dòng sơ khảo hội thi dương dáng áo dài. Hội thi thu hút 48 nữ thí sinh đang học tập, công tác, lao động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Các thí sinh trải qua hai dòng thi sơ khảo và trung khảo. Ở dòng thi sơ khảo, các thí sinh trình diễn hai bộ trang phục áo dài và tự chọn. Ban giám khảo sẽ chọn ra 27 thí sinh vào dòng chung khảo để trình diễn trang phục áo dài và trả lời câu hỏi ứng xử. Hội thi là dịp để tôn vinh nét đẹp truyền thống của già Việt Nam, khơi dậy tinh thần trách nhiệm ý thức của mọi phụ nữ trong việc nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc. Đồng thời, tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, duyên dáng, kiến thức, kỹ năng của người phụ nữ Sa Đéc. hưởng ứng các hoạt động tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2021 được tổ chức tại thành phố Sa Đéc, tại ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, một điểm tham quan và du lịch sinh thái mang tên Bình Hào vừa ra mắt đi vào hoạt động phục vụ du khách. Mỗi ngày nơi đây đón trên 200 du khách ghé thăm. Điểm ấn tượng là toàn bộ thiết kế vật dụng ở đây đều có tông màu chủ đạo là màu hồng, giúp mang đến cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn.